em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550 m² để cho mấy bé ở. Một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. À. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thôi. Mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa Tụi quá. nhỏ là mấy con chó Dạ. Thì mèo tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. không? Quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Chào con Hồng À. Vân, có chào chú Quốc Thuận ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con năm nay 33 tuổi. 33 tuổi xin mời anh chị được rồi. Dạ. Mình rào lại đi. Dạ, em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Dạ, hiện em đang kinh doanh về bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi, kinh doanh cùng với chồng. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Coi như là mình cứ tụ tụ chúng về đó, rồi cái Dạ. nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ. Tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550 m² để cho mấy bé ở. Một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ. Ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là Rồi bé đó. đó bị xe tải, bé mới sinh thôi ạ, à, mới mới sinh con thôi thì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Quá. Dạ. Hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi. Dạ không ạ. À. Cái cơ duyên nào gặp nhau đó. Em chưa đủ 18 thôi ạ, à. Tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty. Thì em gặp ảnh rồi, ảnh đang đứng đó đang đang có thể bấm điện thoại và ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, áo vest nữa. Ban đầu là đã có ấn Dạ, tượng thích thích ảnh rồi ban đó đầu là đúng đã không? mê rồi ạ. À, thế còn em thì Dạ, sao? em cũng để ý vợ em không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ cổng mà vô tới hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Em thấy cái nụ cười vui, đẹp quá mà em đâu có dám mình nói chuyện đâu. Cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em tự Là nhiên hai có đứa duyên là luôn. bắt đầu có Dạ. duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ, sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Bộ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi vệ sinh đi làm vào một công ty đúng không? Dạ Dạ không, không. vợ em tiểu thư mà. Em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á. Còn À, là các tiểu bạn thư có người giàu. Dạ. còn Rồi em em thì sao? sao? Dạ, em cũng gia đình bình thường thôi, là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải Mình phải tự tin lên dạ, chứ, kiên đúng định hơn là mình không? phải nhà cửa khang trang vậy mà sao cô không có chảnh. Không có da dẻ đúng dẻ rồi. á. Chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Phải 2 tháng ạ. Lâu Lâu quá chị ơi. Dạ. Dạ, Dạ. tụi em yêu là tới 12. năm thứ 12 mới đám Mới cưới. cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ sáu, thứ bảy là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt À, đó là đẹp do quá. tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa Tụi quá. nhỏ là mấy con chó Dạ. mèo Thì đúng tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. không? Quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Vợ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá giờ thôi lấy tiền cưới đi có gì mình cưới sau giờ em quyết sao nghe vậy vợ bướng lắm không nói được. Ủa nhưng mà sao không mắc mới thì năm sau cưới luôn? Tiền Dạ, thật đâu ra là cưới, tiền. bà nói cho gom hết tiền ta nuôi mấy bé Mà gom tới 5 năm luôn hả? tiền Dạ. thì trời cũng phải chắt mót đồ Gần làm. như là mỗi tháng tụi Nhưng em làm mà ra lo từ nhỏ. bộ gia đình không có hỗ trợ thì sao? Lúc đó thì gia Không đình dám cũng nói. không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thóp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, Tụi tụi em không quyết em định không có quyết con định ạ. không có còn. Lý do?
cũng trong khoảng thời gian mà cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ, để cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em không muốn là vợ em phải cực khổ thêm, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là nhận mấy cuộc gọi là tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước, ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không, tại vì ba mẹ em cũng lớn rồi đó, mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi, mốt sau này cưới thì đừng có con được không. Có nghĩa là lúc yêu nhau là đã nói rồi đó đúng không? Dạ, dạ. Con đồng ý suy nghĩ luôn. Có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình, thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn ra thôi, thì hạnh phúc là chọn lựa. Rồi là lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều thật xấu lắm. Thật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó. Giống như là đang chơi giỡn, xong nó la. Câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nó vậy? Trời ơi, em biết em làm gì nó nữa. Nhưng mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết đòi đuổi em không cho em ngủ giường, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt em ra đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn. Và chồng nằm một sát bên góc. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thứ cưng hơn cưng cưng chồng. Rồi sao nữa ta? Dạ, bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà làm sao mà gọn cho nổi. Không à, em vừa lắm, em vừa thiệt. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ như cái chuồng heo vậy đó. Nhưng mà nè, người ta nói là sinh nghề tử nghiệp á, thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy cắn em không? Dạ, cắn là chuyện bình thường à, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về. Em thấy là bé tình cảm á, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách và lủng và ngay đây là lủng vô hàm luôn. Em bịt mặt em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi, thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói là sao rồi, có sao không, rồi em coi xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn và chở đi bệnh viện. Luôn. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Trời ơi, 450 trời, chị nói chuyện với em là khủng khiếp. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi con không mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy à, cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại vì lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Hai đứa này cũng đâu trên trển á, sứ giả. Trời ơi, nói chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Em không biết gọi là tật xấu hay tốt, là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là, có thể gọi là lo lắng một cách thái quá không? Dạ đúng rồi. Em cầm con dao, em đang gọt trái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt. Tại vì ủa tại em, sao không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi mà dạ. Em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không dạ. Đẹp là bà nấu chảy đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Em hậu đậu, chỉ có việc là chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy dạ. Luôn Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên mới em stress. Có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Dạ. Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á
Thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa. Vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Hai đứa bây giờ còn trẻ lắm, đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nó nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Dạ, đúng rồi. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi, con nó có cuộc sống riêng. Ừ. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông, và ngược lại. Dạ. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Dạ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ em thì chấp nhận việc không có cháu tụi em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi của mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Ừ, rồi. Thôi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em. Nha. Yeah. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay em 30 tuổi. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu. Hiện nay 30 tuổi, hiện đang làm công nhân. Nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng tháng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một người thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi. Vô trong quán karaoke, em với con nhỏ bạn em, con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người thôi, tới tao thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi. Con chơi, chơi. Xong cái đi qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia, cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với con nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ, đàn ông con trai gì đâu mà giờ nhập cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó thì cuối xong... cùng thì anh có say không? Dạ có. Có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị, uống bia và thế thôi. Vậy thôi. Chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không dám nói gì đó đâu, nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Anh kêu gật, cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại. Xong rồi về nhà nhắn tin. Nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ, cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn, thoải mái. Thì cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại về, có việc về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ, thì hỏi thăm rồi làm quen, xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn đi làm rồi. Cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha. Tại vì lúc đó em quen người cũ là ở dưới miền Tây, quen xa, ở xa. Nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau. Nên cái lúc đó cái anh ăn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Cái với em, người yêu cũ đó. Dạ, cái em sắp xếp. Em sắp xếp là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi. Cái 25 em đi với anh đó. Không hề biết anh ạ. Nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình. 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à. Anh này gọi điện thoại tới. Alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu. Trời ơi. Nghe chết chết rồi giờ sao. Em nói với người yêu cũ em nó chết rồi anh giờ sao đây. Bạn trai em tới tìm em. Thì kêu cái bạn em, bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Em kêu tới nhà rồi, bây giờ anh chở em về gấp. Cái thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm em kêu dừng đừng xa xa đây em đi bộ lại. Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thế vậy em thấy thôi. Mà vợ em hơi bờm thì sao chị? Không giấu dấu vết được. Là đi tay cầm cái nó mà hiểm thế này chị. Giờ đây biết rồi chị. Lần đó giận nhau bao lâu? Chắc phải gần tuần đấy chị ạ. Một tuần. Dạ. Rồi xong rồi quen lại. Đến nào làm quê trước? Dạ em. Tại vì mình là còn có lỗi trước. Là qua ngày hôm sau liền luôn là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Dạ
Gần 4 năm. 4 năm thôi, khoảng 4 năm. Kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. Và bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 5 năm 4 tháng. Là em bé chưa? Dạ rồi, em được 4 tháng. Lấy nhau về rồi, hai vợ chồng có thấy đối phương của mình, không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi, em không có giấu giếm gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu ra trước. Đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhé. Dạ, thực tình thì vợ em là người rất thẳng tính ấy chị ạ. Là có sao nói vậy, không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi, là biết tính vợ như vậy rồi. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo con nước ở nhà anh chị, nên không phải nấu nướng gì cả, không phải dẹp gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội, ông bà nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có định, có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á, thì mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ. Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ. Cũng nghe nhiều về gái miền Nam và cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là nguyên ta không cho mình lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết, thế là những lần đầu tiên về em lì lắm chị ạ. Cứ như nhà có mỗi lần dỗ chạt thì lấy lạc cứ dẫn vợ về hết chị ạ, bắt làm hết. Cứ lì lì chị, không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên từ cũng chịu. Nhưng mà trong những tháng đầu về ở chung thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Tại ở gần đấy. Nhưng tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi với mẹ. Thì về cái nhiều khi về cái em đứng, tại em đứng lâu em hay mỏi mà đứng rửa chén, cái bồn nó cao nó tôi khơm em lâu á, nhiều khi cứ em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén, cái thấy là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để nguyên nó rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ hay có chị ạ, vẫn rửa chị ạ. Em vẫn phụ đúng không? Dạ, tại vì do là em mới sanh em bé nên là chưa, mẹ chưa có cho làm việc nhiều nên là mẹ để anh này phụ em. Là mẹ đồng ý để cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Đã đòn chưa tới mức đấy ạ. Nhưng mà la, ủa la to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như làm sao đâu, la. Nhiều em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về, khuya mới về, thì vợ đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng thì vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ la to quá, sợ im ru thì chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3. Nếu mà không làm thì em xử sao? Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy, anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá. Dạ. Rồi lúc quen em á, tới thì còn ý là em kìm cặp á, là em hay nhằn á, nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Và bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này thì anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi, alo mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua, vợ ơi cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn giờ với thun không anh? Thế em nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ, đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào? Tức là ví dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị, biết khéo léo tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay. Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình, ví dụ mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa. Em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không? Để cho mẹ hiểu mình hơn. Dạ, thật sự là con rất thương mẹ.
con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con, rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vân cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cô đã ráng cô kềm lắm, không là cô khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn anh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan trọng đúng không? Thôi, nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì từ đây xin hứa với vợ, từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu mà không bỏ được thì sao? Tùy vợ xử lý. Đấy, tùy vợ xử lý nha. Rồi. Cảm ơn tụi em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rất vui vì được gặp lại hai em. Chị Một biết không, mới vừa gõ cửa thăm nhà hai vợ chồng này ở dưới Tiền Giang. Một cái câu chuyện tình yêu của họ rất là hay nghe chị. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang. Nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn? Dạ vẫn còn chị. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thượng. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh. Năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao. Em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là không. Hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà lúc chứ đó còn cái nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm. Sáu muối giờ chỉ gom lại còn con muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào. Cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em á là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi mà làm sao để tao quen ổng lại. Như vậy cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Là phái liền. Là sấm em á. Em đúng rồi, em là bị sấm sét ái tình anh này rồi. Còn Hoàng em Anh thì sao? Sao Hoàng Anh? Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em chúng gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ đó, thì lúc đó mấy anh em leo ngồi đâu, họp lại leo thì, lên đâu. Thì có một tấm hình thì mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Khoa Hoàng Anh viên 3 game mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ hay ngồi trên đâu? Xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là ngọt lắm anh à? Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Rồi sau khi nghe vợ kêu thách cưới á thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi có nắm tay rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời. Em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em. Rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này
không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng vô giống như vô mình. Là mình nghĩ mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó, thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó của nó, em nói nó lạnh dã man luôn, rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á, sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em có một cái thôi. Trời cha ơi, hung con vậy đó. Ê, nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị, như trong sáng như pha lê á. Tại vì má em như vậy nè, nó nói rồi nha, bốn đứa gái, nhà có bốn đứa gái mà bà cắn dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Rồi nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Duy chỉ nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chớ nếu không có bầu là chết, hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn y xì. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng có trong sáng không? Ổng á, ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười đó. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hung trên trán thôi. Dạ. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba là má sợ. Có giận không? Ba má có giận không? Không, ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà mày làm cho con người ta có chữa mà mày không thấy rồi. Mày bị quấn bờm đầu bờm cổ không? Quấn chết sống không? Tân hôn sao? Sao? Hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây? Thì đó. Rồi mừng ăn sao? Lý? Sao ổng? Ổng em hỏi chị, tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì? Không. Ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không. Thì em sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết. Bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Đêm động phòng sao? Ổng xào quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn ổng luôn. Có nhậu là ổng hoàn toàn tỉnh táo, mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tức quớt. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng sao quăng không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không Lý? Không thì sao quăng biết rồi là đúng không? Thường là như vậy đó. Anh gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Chỉ có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn á. Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ, nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời rồi. Điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì cũng là ngừa được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái trên. Nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là
hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ mình cũng đâu có nhiều nên là con út ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. nhớ hoài cái cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ mặt mà anh đỏ tía xong anh không trả lời em gì hết. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi hai đứa mấy đứa chưa? Là... Chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? À, em cũng không biết chuyện nữa. Vợ chồng á hả? Dạ. Tới bây giờ luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Mà hỏi chị, ví dụ như chị rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói, ôi cứ giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có cái là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là anh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ nhưng mà anh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái cảm rồi, giác thực ra là... cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này. Cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ rất là trân trọng, anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái trai đều có đủ luôn rồi. Là đây nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ bé lớn em 15 học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều. 10 điểm rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá, bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai em đứa nói thôi ha. Chứ có định đứa thứ ba. Không, nếu mà thật sự mà muốn sinh đó nha. Là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa thôi, em thôi. Rất là thích. Thôi. Không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó. Thôi. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. nhưng mà em... trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thử không mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi. Thế mình đẻ đứa khác đi để em nựng. Hồi đang khó khăn thì đó mình sợ thứ nhất thứ hai nữa sợ sức khỏe, chưa kể là dịch bệnh nữa. Rồi sức khỏe khó khăn rồi. Lắm, đủ lắm sức khỏe nữa rồi tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi. Thiệt mà đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh đó. Bây giờ em muốn không? Đó. Hồi nãy giờ toàn là nghe kể chuyện, toàn là đẹp không bây à. Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây thôi. Giờ kể đi em. Đó. Không, bây giờ để Hoàng Anh đúng rồi, Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì... Tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái... giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ, cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời, giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Khoái ôm vậy đó. Khoái ôm mình á, nhiều khi em á thì thường thường á kế bên em có cái gói ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời ghét như cái gối ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như cái tật xấu. Cái ba ngủ mà. Xong rồi có khi nào bà đè mình không? Tật đó dễ thương mà.
bắt ôm, bắt chồng mình ôm vậy thôi. Ôm quá chị, em ôm chị kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ ôm lạ là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói là anh quý em chưa? Không quý được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không, hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Ừ. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á. Không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng không? Xem vòng không? À. Có. Thấy khi em tập đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt. Là bắt đầu tối em ngủ bằng sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á, em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Ừ. Rồi gì nữa nè? À, với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. À, là ngáy à, là ngáy đó. Ừ. Đó là mệt. Ừ. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó mà mệt rồi là ngáy đó, ngáy nhiều đó. Khi mình ngủ không được luôn á. Ừ. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Ừ. Em phải kể một cái tật nào mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bếp bối nè thì hay shopping đã... bừa bộn nè, mùa đó. Shopping không bừa bộn nhà. Còn một nè. Cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá ngoài làm cự á. Khó là ăn á hả? Có nghĩa là chị ăn thịt. Ăn cá chị. À không là ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn không, không thích ăn cá. Khoái ăn thịt thôi à. À. Mà bữa em nào em nấu mà ăn, đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu ông quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vưng lên là em nhìn thấy vậy. Thôi ăn mình đánh đi. Không. Ủa anh, anh biết mà không ăn cá mà anh mua vậy thôi, anh chạy ra anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. À là giận hờn đó, là không thích ăn cá đó. Là ăn cá. Em xấu nhất là như vậy đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có điệu không? Hỏi có điệu không vậy? Có điệu không? Không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy. Mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mộc cái thì đẹp lắm nha. Ừ. Chứ không phải xấu. Ừ. Nhưng mà em không thích. À có nghĩa là vậy. Nhưng tật xấu của chồng. Nhưng ờ tật xấu của em, chứ là tật xấu của em đó. Đó tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Nói gì cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chuyện gì làm biến. Ngoại trừ xong cái là em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang điểm. Chị làm biến khủng. Mà mặt có đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi, mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra, bắt đầu em vẽ làm điều đó, làm điều. À, là nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được rồi ha, là bắt đầu biết ngựa, nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Đã. Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm. Đó là khỏe luôn. Em chắc... là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng súc miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu em làm. Trời. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm không? Bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi. Là ngồi đợi. Ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái uống cà phê ngồi. Tại ông khoái mà, ông khoái chị. Ông khoái á. Ờ ê hồi nhỏ chắc sớm chứ gọi Lý Điệu không đúng không? Ui sao nói đúng vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt nữa nghe. Đúng, chính xác. Rồi rồi. Hồi đó mà con hoa sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con.
mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì họ ít bộc lộ lắm. À. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài đó. Anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè. Mới mốt lỡ em mà có mất trước á, là anh, cái thứ nhất, cái đầu tiên á, là anh mà dê dãn với cô gái nào không hay là gì đó, là không em được xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này. Thôi thôi đã dễ sợ không? Hỏi em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó anh? Làm gì vậy anh? Lúc đó chắc phải mặc quần vô luôn. Mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt cái em nói vậy. Em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình, hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không. Anh đi dạy, anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết. Thì mình bảo là, nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là à, cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mong muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của ông là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Là ít gì? Nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn thai phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó. Là xong. Nhíu. Ảnh đi ngang hay đụng vai chân, nói chung bất cứ vậy đó. Đây là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá hay gì không. Vậy là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn có nhíu không vậy? Không, tôi muốn cái mang mê cái vú, cái hung tóc đồ làm vú chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ anh nói là anh muốn à. Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được. Không được, bây giờ nó móc rồi, không có được, tối là phải giải quyết nghe không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt ấy xong, về lăn ra ngủ rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỗi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó. Nhưng mà anh thì không. Giống như anh làm xong cái chuyện đó cái xong, anh ôm mình vô anh ngủ cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nghe. Theo chị mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì cái làm vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con coi chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn nó cưng. Trời, hiếu có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á, mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chị ghen vậy thôi. Ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa baby điên hả? Sao không, cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ lắm được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình, nên là nó không có phải là hai thành người một làm rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn rồi. Chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì?
Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi, đúng không? Em dẹp qua một bên, không nói tới nữa, không nói tới nữa, em bỏ luôn. Đó là vậy. Mong bây giờ em vậy thôi. Tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ đúng rồi. Không? Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Đó. Thì đó bây giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi. Em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ổng bớt áp lực, em cũng bớt áp lực. Cái là ổng sẽ nói thì... nhiều đúng không? Không, không có. Có nghĩa là gì nè, ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm ràm đó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều. Cái tối cái hại chồng nó khỏi bị móc. Dễ chính xác không? Cái đó đúng, đúng nó đó. Mới hoài luôn. Mới. Không áp lực là làm được. Đúng không? Em nói là vợ chồng cùng. Chị, sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị mất là lý do mình càm ràm nhiều quá. Ông bị áp lực. Không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng á. Bị cục hứng đó. Nghe. Là áp lực đó. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi. Đó, nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó. Nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nếu con mắm này bữa nay dễ thương quá. Đó. Con mắm đó là dính liền anh. Con lý điệu này nè. Đó. Không, con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Đó. Bữa nay chăn mắm đó. Đi. À. Bữa nay chăn mắm đi. Đó, nghe. Rồi, cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Rồi.